Hello anh em, hôm nay mình thử quay phim 5K 60fps. Thì các bạn mà muốn xem được video 5K này ấy, các bạn phải xem bằng trình duyệt hoặc là các bạn xem bằng trên máy tính các bạn mới xem được cái video 5K này. Đó, các bạn xem ở trên điện thoại các bạn sẽ chỉ là xem ở mức là 1920x1080 ở mức là 60fps mà thôi, nếu mà điện thoại của các bạn ở màn hình 1080. Còn nếu mà các bạn ở màn hình 2K các bạn sẽ xem được 2K, màn hình 4K các bạn sẽ xem được 4K mà thôi. Các bạn muốn xem được 5K các bạn phải xem bằng trên trình duyệt ở máy tính ấy, được chưa? Nhưng mà cái này ấy là mình chạy ở chế độ thấp ấy mà mình đẩy lên 4-5K mà thôi. Nhìn nó không được rõ nét cho mấy. Cái này nó hỗ trợ cả zoom. Wow, nó có cả zoom kỹ thuật số luôn. Quay người sáng này. Chỗ này quay ngược sáng. Thấy chưa? Lợi hại là 5K. Các bạn thấy nó khá là sắc nét không? Chế độ 5K. Ok anh em,